Giai đoạn Pep Guardiola mới tới với Man City, một vài cầu thủ đã phàn nàn về việc phải ngồi dự bị. Ngay lập tức, ông ấy đã tập trung tất cả các cầu thủ lại và hỏi: Lionel Messi có ở đây không? Chúng tôi nhìn nhau rất khó hiểu và trả lời là không. Pep Guardiola liền trả lời: Vì vậy các cậu không có quyền đòi hỏi. Messi là cầu thủ duy nhất mà tôi không bao giờ cất trên băng ghế dự bị. Bao giờ các cầu đạt tới trình độ như Messi thì mới có quyền hờn dỗi. Kể từ đó không có bất cứ cầu thủ nào phàn nàn về việc phải ngồi dự bị nữa. Đó là những lời chia sẻ thú vị của Sami Naspri, một cựu danh thủ của câu lạc bộ Manchester City, về người thầy cũ của mình, Pep Guardiola. Trong suốt 15 năm kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp cầm quân tại Barcelona, vị chiến lược gia tới từ Catalan đã không ngần ngại chạm các công thần của mình: Tirico, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Toni Kroos, Bataille Schweinsteiger, Yaya Touré, Rojas và người mới đây nhất trong danh sách phong sát của Pep Guardiola, không ai khác ngoài Joao Cancelo. Chủ trương của Pep Guardiola là không làm việc với những cầu thủ có cá tính mạnh và bất tuân dưới sự chỉ đạo chiến thuật của ông. Nói một cách nặng nề thì Pep không thích những con ngựa trứng suốt ngày chỉ biết bất mãn, mặt nặng mày nhẹ chống đối mình và làm ảnh hưởng tới toàn đội bóng. Pep được coi là một trong những người có kỷ luật thép trong phòng thay đồ, mặc dù trước truyền thông hay trên đường pitch, ông là người rất nho nhã và lịch lãm. Nếu như thời điểm trước năm 2013, tại ngoại ngành chúng ta có Sir Alex Ferguson được mệnh danh là máy sấy tóc, thì có lẽ Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại cũng chẳng hề kém cạnh. Còn nói riêng với trường hợp của Cancelo, có thể cho rằng số 7 của Man City đã quá nông cạn và ngu ngốc. Đối với hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, cần phải thú nhận một điều rằng anh chưa là gì và chưa thể bằng một góc so với những cái tên kể trên. Mặc dù anh được đánh giá là một trong những left back hàng đầu và đẳng cấp nhất thế giới trong 1-2 năm trở lại đây, bên cạnh với Henry Robertson của Liverpool, chỉ có Messi thì Pep Guardiola mới không dám hờn dỗi. Có những cái tên trong danh sách trên đã hờn dỗi và có một cái kết tất cả đều phải rời đi một cách ngay lập tức. Cancelo thì mới chỉ nổi trong vòng 2 năm trở lại đây mà đã dám chống đối một vị chiến lược gia hàng đầu và nổi tiếng là kỷ luật thép trong bóng đá thế giới hiện tại như Pep trọng. Giả sử như chúng ta đặt một giả thiết, nếu như Cancelo không nổi tiếng bởi tài năng như thời điểm hiện tại, liệu có khi sự nghiệp của anh bốc hơi luôn cũng không chừng. Ngày 5 tháng 11 năm 2022, Man City có được 3 điểm quý giá trước Fulham nhờ bàn thắng vàng trên chấm đá phạt đền của Erling Haaland ở phút bù giờ 90+5. Đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn với The Citizen khi Joao Cancelo đương sự đã được réo tên nãy giờ, lãnh một chiếc thẻ đỏ. Ngay trước thềm World Cup 2022 trên đất Qatar, Cancelo đã tranh cãi với Pep. Tâm trạng không tốt đó được Cancelo đem lên tuyển Bồ Đào Nha và huấn luyện viên Fernando Santos không tin dùng anh khi để anh ngồi dự bị 2 trên 5 trận đấu được ra sân. Cancelo không thể giải tỏa được những cơn ức chế và tiếp tục tích tụ những năng lượng tiêu cực đó thành một quả cầu khổng lồ khi trở về với đại bản doanh Etihad. Ngày 6 tháng 1 2023, Man City thắng nhọc nhằn Chelsea 1-0 tại Stamford Bridge và Cancelo đã bị Pep thay ra sau 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Bất chấp việc Pep Guardiola nói với truyền thông rằng ông cảm thấy tiếc nuối khi để Cancelo chơi trái với vị trí sở trường, ống kính máy quay đã bắt gặp anh và Pep tranh cãi trên đường pitch. Tâm lý bất mãn của Cancelo đã lây lan đến toàn đội bóng. Thời lượng ra sân của Cancelo ngày càng ít ỏi đi, thậm chí 3 trong 7 trận đấu trước khi Cancelo nhận án trảm, anh không được đăng ký thi đấu. Pep Guardiola cùng các cộng sự đã chịu đựng rất nhiều lần trong vòng nhiều tuần. Và rồi cái kết bật bãi sang Bayern Munich những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi bằng một bản hợp đồng mua đứt cuối mùa trị giá 61 triệu bảng là một cái kết quá nhẹ nhàng dành cho Cancelo. Thế nhưng sự nghiệp của Cancelo đã gần như đi đến mức bị đe dọa khi các đội bóng khác và kể cả hùm xám xứ Bavaria, những người đã dang rộng vòng tay cứ mang Cancelo, cũng không muốn chiêu mộ ảnh sau thông tin anh dám bật lại Pep Guardiola. Và càng trớ trêu thay cho Cancelo rằng Pep Guardiola không đau lòng khi bán anh, bởi vì một khi ông đã muốn tống khứ đi một cầu thủ nào đó, tức là ông đã có sẵn cho mình một nhân sự để thay thế. Rico Lewis, trẻ măng mới 18 tuổi cũng được, Nathan Ake hay Emerick Laporte vốn trước giờ chỉ đá trung vệ cũng được. Pep Guardiola sẵn sàng đem những con người ấy để chạm vào vị trí của Cancelo, mặc cho Cancelo là phát kiến của Pep, một wingback đa năng hiếm có để có thể di chuyển bên hành lang biên trái bó vào trung lộ để tham gia với hàng tiền vệ của Man City trong việc tổ chức lối chơi kiểm soát bóng tầm cao của mình. Nhưng cũng vì vậy mà không ai có thể thay thế được Joao Cancelo, bởi vì anh là người duy nhất và giỏi nhất ở vị trí này, ít nhất là thời điểm hiện tại. Cancelo sẽ hóa Charles khi anh được là chính ảnh, khi những tâm lý đã được giải tỏa. Lúc đó thì Cancelo sẽ trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới, chứ đừng nói riêng gì ngoại anh. Và chỉ cần 45 phút được chính Pep Guardiola tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu giao hữu với Yokohama vào tối ngày Chủ nhật vừa rồi, Cancelo đã thể hiện được một màn trình diễn đẳng cấp cao của mình. Anh xông xáo, đa năng, công thủ toàn diện, đặc biệt
là với lối chơi biến ảo của mình, Casillo đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp cho The Citizen lội ngược dòng thành công với tỷ số 5-3 sau khi bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1. Nhất là ở những đường tạt như đặt vào trong cho Erling Haaland khiến cho tiền đạo người Na Uy không có cách nào khác ngoài việc ghi bàn thắng một cách dễ dàng. Không rõ Pep Guardiola có nhớ Casillo hay không, hay là đã tha thứ cho Casillo hay chưa. Nhưng phải công nhận một điều rằng, giao Casillo vẫn là một cầu thủ rất quan trọng mà Pep Guardiola cần trong hệ thống chiến thuật của mình. Và Casillo cũng rất cần Pep để cứu vãn sự nghiệp của mình. Casillo ơi, cậu hãy chỉ cần hạ mình xuống, mua một chai rượu vàng, mời Pep đi ăn tối và xin lỗi ông ấy, thế là mọi chuyện xong xuôi mà. Đó là một trong số hàng ngàn những bình luận của những khán giả sau khi chứng kiến màn trình diễn của hậu vệ người Bồ. Cũng đúng thôi, người xưa đã từng nói rằng đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. 4 đến 5 tháng ở nước Đức, Casillo có lẽ cũng đã cảm nhận rõ ràng sự cô độc và bơ vơ thế nào khi rời xa vòng tay của Pep Guardiola. Bằng chứng là anh đã bị cô lập tại sân Allianz Arena và ban lãnh đạo cũng không muốn mua đứt Casillo, mặc cho anh là một cầu thủ tài năng. Và thiết nghĩ, một chai rượu vang trong một buổi tối đầy ấm cúng và thân tình, một lời xin lỗi chân thành, thể hiện sự khiêm nhường. Và cùng với đó là một thái độ vâng phục trước người thầy của mình, có thể sẽ cứu vãn được sự nghiệp lẫn một vị trí chính thức của số 7 bên phía Man City. Pep Guardiola có thể tiễn nhảy một cầu thủ ra đi với thái độ ngựa trướng của anh ta, nhưng vị thuyền trưởng của câu lạc bộ Man City cũng là con người. Ông rất có thể sẽ tha thứ cho những người biết hối lỗi và dốc toàn bộ tâm trí và sức lực của mình vào lối chơi chung của đội bóng. Đơn giản bởi vì Pep Guardiola là người cầu tiến và điên cuồng với công việc. Ông làm việc không nghỉ ngơi, ông không ngủ quên trên chiến thắng và đặc biệt luôn muốn các học trò của mình tốt hơn và tốt hơn từng ngày. Bằng những luật lệ hà khắc và quái đản, ông đã từng bước tiến hành lên các cầu thủ. Chỉ có những trường hợp gây tranh cãi quá gay gắt đến mức suýt tẩn nhau như Ibrahimovic hay đến mức cạnh mặt nhau như Yaya Toure, Pep Guardiola mới không thèm để tâm tới. Chưa như trường hợp của Cancelo, một cầu thủ trẻ đang bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp và có thể phát triển dài dài, hậu vệ người Bồ Đào Nha chắc chắn có thể sẽ được lòng trắc ẩn của Pep Guardiola. Tự chung lại giữa hai nhân vật này, chúng ta không biết giữa họ đã có thể hàn gắn lại như xưa được hay không. Nhưng với 45 phút tung giao Casillo vào sân trong trận đấu giữa Man City và Yokohama vừa qua, rất có thể Pep Guardiola đã cho Casillo một cơ hội để chuộc lỗi lầm và thể hiện lại bản thân. Chỉ ít, Pep cũng đã trao cơ hội để nhìn lại xem mình có thật sự cần giao Casillo trong kế hoạch tương lai dài hạn của mình hay không. Còn với Casillo, anh chỉ cần năng nổ ghi điểm và không nổi loạn trong phòng thay đồ của Man City thì có lẽ là quá đủ rồi.